Các anh có cứu được con tôi không? Anh bình tĩnh đi, chúng tôi làm việc rất chuyên nghiệp. Chết rồi. Dừng lại. Bỏ xuống. Bỏ tay lên. Nếu không tôi bắn nát sọ này. Cho tôi con, cho tôi con, cho tôi con. Chết rồi, bị phát hiện rồi, bây giờ làm sao, làm sao? Có thể cứu được con tôi không? Anh bình tĩnh đi, Vinh. Được rồi, bắn đi. Vô đầu. Anh thấy chưa, rất là chuyên nghiệp. Lại vô đầu. Ồ, khoan khoan. Tôi nhìn lại có một thằng, sao lại bắn hai phát? Thật bái, trời ơi. Mày bắn cái gì, tôi lừa gì Vinh? Bắn tập kết được không? Trời ơi, vô sao nữa, bao nhiêu chơi game nữa. Rồi, vô thế. Nghiêm túc đi, đang làm việc, tập trung đi nào. Anh yên tâm đi, chúng tôi rất chuyên nghiệp. Súng. Chạy. 3 2 1 Bắn. Báo cáo, đã hoàn thành mục tiêu. Yeah. Yes. Đó, anh thấy chưa? Chúng tôi được huấn luyện trong môi trường chuyên nghiệp. Chắc chắn là thành công mà. Cảm ơn anh rất nhiều. Nào bắn, tôi cứ bắn qua cái khẻ này bà. À, anh à, cái số tiền còn lại anh vui lòng chuyển vào tài khoản chúng tôi nha. Nếu như mà có rủ chút đồng thương, chuyển thêm chút xíu tiền viện phí cho bạn tôi. Còn mày, chơi tập bắn lên mày. Yêu đó cũng bắn lệch. Thôi đừng có buồn, công việc mà. Không phải. Có khách. Sang trọng, sang trọng. Dữ hay dữ. Quét. Chào bác anh. Chào anh. Đây có phải là cái công ty mà chỉ cần có tiền là có thể giải quyết được mọi chuyện đúng không? Đúng như vậy. Dạ dạ. Việc gì cũng giải quyết được anh à. Tôi muốn được gặp sếp lớn ở đây. À, tụi tôi là những người đứng đầu của công ty. Dạ đúng rồi. Ba anh. Hơi bần một xíu, nhưng mà thôi kệ, không sao. Tôi muốn cải thiện cái cuộc sống nhàm chán và xui xẻo này. Tôi muốn các anh kiếm cho tôi một người phụ nữ yêu thương tôi, biết quan tâm tôi và biết chăm sóc cho tôi. Giang đại gia mà lúc trước chắc là bị đào mỏ gì, tức mất lòng tin vào phụ nữ. Nó bảo ít lắm cũng mười mấy tỷ chứ đâu vậy. Mười mấy tỷ rồi còn bị ra tòa đồ là mệt. Cái chuyện này hết sức là đơn giản chúng tôi. Nhưng mà cái người đó nhất định phải giàu. Đúng rồi, phải môn đăng hộ đối, phải không? Đúng. Hợp lý. Người phụ nữ đó có thể cho tôi một cuộc sống sung túc, mua nhà, mua xe cho tôi. Thôi cấm. Ngáo một chút rồi. Dạ tiếp đi anh. Và cái người đó phải lo cho tôi được một cuộc sống đầy đủ, tìm cho tôi được một công việc ổn định hơn, lương cao hơn, vì tôi muốn giàu, muốn nhiều tiền. Cái vấn đề ở đây là anh muốn có vợ đẹp. Vợ anh phải giàu. Ừ. Lo cho anh đầy đủ. Đúng rồi. Tìm cho anh công việc hợp lý, lương cao. Chính xác. Và anh muốn có thật nhiều tiền. Quá là điều bình thường. Câu hỏi này tới nhị xíu là chẳng hạn anh đang làm công việc gì ạ? Tôi là game thủ tập kích. À, cái nghề game thủ này cũng phải gặp thời nó mới lên. Nhưng mà nếu mà lên là lên ghê lắm á. Anh chơi cho đội nào? Ừ, anh chơi đội nào? Đâu, tôi chơi ở nhà không ạ, không có đội nào hết trơn á. Tức là mình thu thập những cái trao đổi vừa rồi á thì có thể rút ra kết luận như thế này. Anh là một thanh niên thất nghiệp. Ok. Ở nhà chơi game ăn hay không? Cũng tôi hình như là vậy. Và bây giờ anh muốn có vợ giàu để nuôi cho anh. Đúng rồi. Anh là từ trước đến giờ cho em hỏi cái là xã hội có coi thường không? Không, tôi nghĩ những cái bạn bè cùng lứa với tôi chơi game tôi tôn trọng tôi lắm. Ok,
Cái vấn đề này của anh thì cũng khá là đơn giản thôi. Vinh. Dơn dây. Dạ dạ. Hiện giờ trong túi của cậu đang có bao nhiêu tiền? Sáng má cho tiền ăn sáng mà chưa tính nạp game, mà bây giờ chưa nạp còn 44 nữa. Cậu cầm lấy 2.000 này cho đủ 50. Trưa nay đúng 12 giờ đến ngã tư Tạ Quang Bửu, Nguyễn Minh Khai sẽ có một ông già tóc bạc phơ, đội nón lụp xụp, cầm cây baton hình chữ S, để râu dài tới rốn. Đến hỏi ông mua 5 tờ giấy số, nhớ đưa cái gì lấy cái đó. Sau đó uống viên thuốc này, chúc cậu thành công. Trời ơi, bữa nay có cái loại thuốc mà uống vô là trúng số liền á anh. Trúng cái đầu mày. Trúng cái đầu mày nha mày. Ăn không chơi game mà giờ rồi có vợ đẹp rồi đòi trúng số nữa mày. Cái này tao kêu mày mua vé số để mày làm từ thiện, trúng hay không á không biết. Còn thuốc á mày uống vô á là để mày ngủ mẹ mày mơ đi mày. Nữ thanh niên gì không biết phấn đấu kiếm việc gì đó làm. Cặn bã xã hội. Đi mày. Chửi mà. Không có tiền mà vô hỏi câu có tiền là giải quyết được hả mày? Ôi ba anh ơi, bây giờ có chửi em cũng phải cố hỏi thêm cái câu này là ủa tại sao mình ra 12 giờ ta, mình ra sớm hơn cho nó mát được không? Mát cái gì? Cố tình cho 12 giờ cho nắng mày đi phơi nắng á. Quất ơi! Ôi ơi! À, muốn gì ngồi xuống. Muốn gì, à, muốn gì ngồi đi, ngồi đây. Ngồi đây nè em. Ngồi đây em ơi. Bên này đi, đây em hết chỗ này. Rồi, bên này hết chỗ rồi. À, đó, đúng vậy rồi. Em qua bệnh rồi. Ơi ơi ơi. Thì cứ ngồi đây đi rồi mình bàn công việc sao? À, em cần gì? Công ty anh giải quyết tất cả mọi chuyện cho nên em cứ việc nói thoải mái. Tất cả mọi chuyện. À, vấn đề của tôi là như vậy. Tôi đang muốn có cháu bồng nhưng mà chưa có người yêu. Thì không biết mấy anh có thể giúp được tôi không? Có chuyện gì vậy mấy cậu? À, khách hàng. Chào cô. Chào anh. À, bé này là nó muốn coi báo hồng nhưng mà nó chưa có người kêu cho nên à, chuyện này cũng đơn giản nào hả? Đúng rồi. Phía một hình. Vấn đề của tôi á là tôi đang muốn có cháu bồng nhưng mà chưa có người yêu. Muốn có cháu bồng chứ không phải là muốn coi báo hồng. Anh em có phước cùng hưởng chứ đâu có như vậy được ha các bạn nha. Nghe lộn bạn ơi. Thì có muốn coi báo hồng thì cũng đi coi chung với tôi, đâu bắt bạn coi mình đâu. À, cái vấn đề như vậy nè cô à, công ty chúng tôi là giải quyết tất cả các mọi chuyện mà khách hàng yêu cầu. Cái vấn đề của cô là đang muốn có cháu bồng đúng không? Đúng rồi. Cũng hết sức là đơn giản. Có hai cách là thủ công và công nghiệp. Thủ công và công nghiệp. Thì không biết giá cả của hai loại đó như thế nào. Nếu mà theo hình thức công nghiệp á thì giá nó hơi cao nha chị. Nó khoảng 1.2 tỷ á, nhưng mà xác suất thành công của nó thì nằm khoảng 10-20% thôi. Phương án thủ công á thì giá nó tương đối rẻ nhưng mà được cái là bao đậu. Lụm liền, chọn đi chị. Ở đây thì có 3 mức giá. Cái thay đổi mà sói ca như tôi đây á thì nó nằm giá khoảng 5 triệu. Còn đối với loại thủ công của tôi á thì do cây nhà lá vườn nhìn là thấy xum xê rồi nên chỉ có 1 triệu thôi. Trời, phá giá vừa phải thôi nha bạn. Còn ở đây thì giá là 500.000 thôi. Nếu mà gia đình mà cảm thấy không có điều kiện thì miễn phí luôn được, miễn phí khuyến mãi thêm 3 tiết. Không sao, trước giờ tôi làm việc rõ ràng lắm, tôi sẽ trả tiền mà. Trả tiền. Nhưng mà anh rẻ nên là tôi chọn anh nha. Nói trước là tiền nào của đó nha bạn ơi. Đúng rồi. Vinh Phương, vô chuẩn bị phòng đi. Để tôi ngoài này ký hợp đồng. Tiền nào của đó bạn ơi. 5 triệu nó có giá của 5 triệu. 1 triệu nó có giá của 1 triệu. Miễn phí là thấy miễn phí không bao giờ tốt hết á. Ừ. À, vậy bây giờ mình bắt đầu luôn chứ hả em? Đúng rồi, mình bắt đầu luôn anh. Ok. Dạ, để em kêu chị của em. Ủa sao chứ không phải là em hả? Em nói em muốn có cháu chứ đâu phải là có con đâu. Chị Kiều ơi. Đây là chị. Cũng không làm được đâu. Được mà. Trời ơi, anh già nổi. Em thương. Thế nữa, thôi
Ôi, Linh ơi, Linh ơi. Đủ không anh? Gấp 10 lần hả? Cái gì? 5 triệu hả? 5 triệu? Ủa? Hồi nãy thằng kia nó báo giá có 5 xị mà. Còn lại là em gửi tụi anh thêm. Tại vì em biết tính chị của em lắm. Hơi có xu hướng bạo lực chút xíu. À! Ai đó? Ôi trời ơi! Thằng cô á! Ai 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 bỏ cái con gà trong đây á? Hồi nãy lúc mà nó làm miễn phí đó là tao tính điêu xuống là tao thối ngược tiền là đang tròn tao luôn. Tao tính miễn phí trọn đời luôn. Giờ cho nó 600 rồi đi. Đúng rồi. Mày có thấy gì không này? Thấy gì? Em có thấy gì không? Không, em đâu thấy gì đâu, em đâu thấy gì đâu. Không, tao nghĩ tao thêm phần nữa đi. 8 xì. Mua đồ mới sợ xé đồ. Cái khăn đó cũng dục rồi. Ngó lên trời, trời cao không có thâu. Thôi, dù gì chuyện cũng qua rồi. Nè, tiền lương nè. Nãy tao thấy thương quá, tao cho thêm 300 ngàn nữa là 800. Mày ra công sức nhiều quá, anh em thấy mày cực khổ, mày lấy 400 đi. Còn mình mỗi người lấy 200 được rồi. Ê mà tao thấy vậy không công bằng lắm. Sao? Thôi bây giờ chia đều mỗi đứa 200 đi. 200 này mình vô quỷ. Rồi, cái này mình vô quỷ để có gì mình mua mì gói đồ kia ăn chứ. Mày ăn nãy hơi nhiều rồi đó, mày đừng ác dữ rồi hỏi ra ngoài. Đúng rồi, mấy triệu rồi. Mày mua thịt bò cho tao, bồi bổ lại á. Rồi, đúng rồi, này, nè, cái này để vô đây mua thịt bò chung luôn. 400 ngàn mua thịt bò về ta đáng. Cất tiền vô đi ba. Cố gắng lên ngày mình chọn mà. Giờ nghèo khổ quá rồi. Chào mấy anh. Chào anh, chúng tôi có thể giúp gì được cho anh? Tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho mấy anh. Tôi muốn có cháu bồng, nhưng mà hiện tại tôi chưa có vợ. Công ty của tôi có một nhân viên chuyên làm chuyện đấy. Bao đầu 100%. Ý tôi là giao cái hộp quà này qua cho bạn gái tôi để tôi cầu hôn. Chưa có vợ là muốn có vợ, rồi có vợ sau đó mình có cháu bồng. Đúng rồi. Ôi, tôi thấy cái việc này đơn giản quá, sao anh không đem anh tặng lên nhờ chúng tôi chỉ tốn tiền vậy? Tôi muốn tạo cái bất ngờ mà. Mà tại nhỏ đó mà thấy mặt tôi cái là nó không muốn nhận hộp quà nữa. Ôi, vậy là quen chưa ta? Quen rồi mà đang giận. Xích mít nữa mà. Nhưng mà tôi không biết là cái món đồ anh giao là cái gì. Bởi vì những món đồ hợp pháp thì tôi mới giao được. À, trong này là có cái game tập kích Transformer chế độ robot. Ủa, phiên bản mới hả? Tôi cũng có chơi trò đó, bắn với Gobo. Đúng rồi, đây là phiên bản mới. Khi mà anh giao cho bạn gái của tôi, chỉ cần bạn gái của tôi bấm cái nút này một cái là nhiệm vụ hoàn thành. Mình ra giá đi. À, cái chi phí mà để thực hiện cái phi vụ này là... 10 triệu. Cái gì? Ủa không phải à? 100 triệu phải không? Thì hồi tôi ứng trước 10 triệu đi, 90 triệu tôi gửi khoản sau. Tạm được rồi đó anh ơi. Không mấy giờ anh về. Tụi em giao xong tụi em báo anh. Rồi có gì anh có thưởng thêm. Thôi khỏi thưởng thêm luôn đi. Anh cứ giao đủ số tiền còn lại. Rồi xong rồi sau này nhà anh có thầy bại liệt giao gì cần làm gì cứ kêu tụi em. Trong cảnh nha. Dạ cảm ơn anh. Đi để tụi em hốt. Dạ. Ủa nãy mày giơ một ngón tay là giá nhiêu vậy? 10 ngàn. Công ty kế bên đi bộ qua giao đồ mới tới lấy nhiêu. Trời, có 10 ngàn mà nó đưa 100 triệu. Vậy là lần này mình phải làm một cách chuyên nghiệp. Đúng như vậy. Đây. Dạ đây với tôi. Lớn rồi chứ phải con nít nữa đâu. Vô công ty của người ta chơi trò cảnh sát bắt cướp ha. Ba mẹ của đây là ai? Đưa súng tôi coi coi. Súng đồ chơi bây giờ làm giống thiệt đó ha. Tôi chưa lên đạn luôn mà.
lên bàn chỗ này nè. Ui, thôi thôi, trả đi, xuống đồ chơi, trả đi. Thôi về chơi với mẹ đi. Dạ. Công ty làm việc của người ta mà vô chơi bậy bạ. Giờ không biết sao vô mà tiếp cận để giao đồ nữa nè. Khó khăn quá. Ê, tới công ty rồi sao không vô làm đi? Đúng ngay cổng chi nữa. Ô. Ờ, làm. Đi làm mà trễ. Sorry, sorry. Sorry, sếp, sorry, sếp. Bữa này bị mất chi tạm thời sao? Ê, tính ra công ty này vô dễ ẹt luôn á, vô cái một. Bắt cái gì làm lố vô, bị đuổi, giờ phải vô lại lần nữa không? Ê, mà vấn đề giờ là giao cho ai nè? Ê, hồi nãy ông dặn gấp quá, ông đưa nguyên cọc tiền, cái mình rối quá. Tôi quên hỏi nhỏ nào luôn rồi. Thôi, cứ đại đại đi, tự vũ nhân nó nhìn thấy món quà là biết à. Trời, chứ biết sao giờ? Bây giờ mình núp vô, theo dõi. Ok. Yes. Hay lắm. Chuyện gì vậy? Ủa sao nó không vui mừng gì hay gì vậy ta? Kỳ ta. Game tập kích Chim Farmer chế độ chơi robot anh gửi qua bị lỗi rồi. Tôi nhờ có một việc tí ti nên mà anh cũng làm không xong à? Chia tay đi. Ôi, lòng ơi, cái hộp đó xài được có một lần vậy là coi như. Thôi, không sao đâu, cái này cái phi vụ nhỏ thôi, thất bại cũng đâu có gì đâu. Đúng rồi. Cái chớp nhỏ mới chết nè. Làm gì chết? Chớp nhỏ nhưng mà tiền lớn. Thì biết rồi. Mà hợp đồng thường của mình là bồi thường cái chớp là bao nhiêu? 200%, có nghĩa là 200 triệu. Phá sản! Anh em ta từng giàu sinh ra tử tại chiến trường tập kích. Ai về hôm nay phải phá sản vì nhiệm vụ đơn giản nhất. Tôi đang ngủ, điện tôi qua quanh đúng con cảnh mà quýnh quá trời quýnh, tôi ăn sáng chưa dở mà ăn đạp rồi. Đời mà diễn viên có mấy ai thương đâu. Cô này muốn coi báo hồng nhưng mà hiện tại là chưa có người kêu cho nên không coi. Má mới sáng tôi đuổi mẹ. Cỡ người ta mà đi như vậy.
Ừ, của tao để gì vậy? Anh dễ để qua kia nước cho chị. Ủa ba thiệt luôn á. Sao bây giờ? Một bắn. Bắn không? Tì cái ba như này. Nó bắn nó đâu hết. Báo cáo, đã hoàn thành mục tiêu. Yeah. Chỉ có một chiếc dép thôi. Nắng quá mẹ, nắng quá. Đừng quay. Nắng rồi. Bé chết. Như cái ca vậy? Dạ. Giọt bé. Dạ. Sẵn cái gửi chân nha. Nó ngồi nước. Bên đây. Giọt bé. Sao? Nói cái gì? Bắt nhiêu 2 hả? Thôi bớt đi, thôi 2 nhiêu 4. À, ông Thái đứng kế bên cạnh. Thái là đứng độc lập rồi. Chuẩn bị được rồi. Tao cầm quá selfie. Chịp ơi. 3, 2, 1, chơi. Bỏ tay lên. Để không bắn nét sọn này. Go!